chia sẻ kinh nghiệm tìm mua một cây đàn organ cũ đã qua sử dụng, đàn tốt, giá tốt, uy tín. Xin chào mọi người đến với nhà cụ Thiệt Gan. Thì clip này thì sẽ chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm để chọn một cây đàn organ cũ thì nó cũng cơ bản lắm mọi người. Thứ nhất là đầu tiên chúng ta sẽ về giá tiền. Thì mọi người có thể tham khảo tất cả các shop thì có rất là nhiều giá chênh lệch tùy vô cây đàn cũ mới. Ở đây thì sẽ ví dụ như là cây 750 đi, thì giá dao động sẽ từ trên 11 triệu, còn có thể là 9-10 triệu cũng có. Nhưng mà mọi người hãy xem thử là trên 11 triệu là cá nhân hay là shop bán. Nếu mà shop thì mọi người sẽ đổi lại có sự uy tín và sẽ có chế độ bảo hành. Sau này giả sử đàn nó có lỗi, những vấn đề gì ngoài ý muốn thì ai sẽ hỗ trợ mọi người. Đó là sự khác biệt giữa cây 750 trên 11 triệu và 9 triệu. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi vào vấn đề khi mà chúng ta mua một cái đàn thì đầu tiên chúng ta phải nhìn ngoại hình. Thì đàn đẹp thì chúng ta không có gì để nói rồi. Thì khi mua mọi người phải nói shop chụp qua cho mọi người những chỗ nào xấu nhất. Thì đàn đã qua sử dụng đương nhiên nó sẽ có những cái lỗi lặt vặt, phím nó vàng hay là đàn nó nứt hay là nút nào nó không ăn hay là nó bị trầy, nó tróc chỗ nào thì chỗ nào phải chụp, chỗ nào xấu nhất chụp qua hết. Còn đẹp thì nói chung đẹp thì khỏi cần chụp rồi mọi người. Xấu nhất nếu mọi người ok chấp nhận thì lấy đàn thôi. Tại vì khi mà mua một cái đàn cũ kiếm một cái đàn mà nó zin, nó sạch, nó đẹp, nó bóng 10 cây chưa chắc kiếm được một cây. Chỉ có đàn mới nó mới zin, nó đẹp, nó bóng thôi mọi người. Còn lại muốn đẹp là phải tút. Còn không là nguyên zin là nó phải nứt cạnh này, hoặc là phím ABCD nó vàng, hoặc là phím này nó bị vàng. Còn nếu mà trắng tinh đẹp hết chỉ có là tút hoặc là đàn mới thôi, tút lại đó. Cho nên á, khi mua một cái đàn mọi người phải chấp nhận được những cái lỗi xấu của nó. Và shop sẽ chụp qua cho mọi người những cái chỗ nào xấu nhất, không che giấu, có gì nói thẳng hết nha mọi người. Và cái thứ hai chia sẻ với mọi người luôn, tìm một cái đàn zin thì rất là khó nha. 100 cây thì ít nhất phải được 5 cây zin thôi. Đàn đã qua sử dụng thì thứ nhất nó sẽ lỗi về phần phím, phần ben, phần nút bấm. Giống như mà chúng ta đi chiếc xe máy chúng ta phải thay lớp, thay ruột vậy đó. Đó là điều hiển nhiên, chúng ta xài, chúng ta tác động vật lý hàng ngày cho nó thì nó sẽ hao mòn và bắt buộc phải thay thôi. Xong rồi phần ngoại hình thì chúng ta sẽ test về phần bên trong. Bên trong thì chúng ta là hỏi shop là đã cài dữ liệu đầy đủ chưa, và sample là đã cài đầy đủ chưa, băng tiếng điệu và tất cả dữ liệu USB có cài đầy đủ chưa. Và khi mua sẽ được tặng phụ kiện gì, đa số là chúng ta sẽ được tặng bao, tặng chân, hoặc là những cây cao cấp thì chúng ta có thể tặng thêm USB. Shop nào cũng tặng như vậy hết, nhưng mà shop nhà cụ Thiệt Gan mọi người sẽ được tặng thêm giáo trình dạy đệm hát organ do chính Thiện soạn và cài bộ sample bên nhà cụ Thiệt Gan rất là hay luôn. Tiếp theo, khi mua một cây đàn đã qua sử dụng mọi người phải chấp nhận từ 5 tới 7 tháng mọi người phải đi bảo trì một lần. Ngay cả một cây đàn mới 2 năm sau khi hết bảo hành thì chắc chắn nó sẽ xảy ra những lỗi lặt vặt. Bởi vậy khi một cái đàn cũ mọi người mà muốn nó zin, nó xài lâu bền thì khó lắm. Cho nên là mọi người phải chấp nhận cái việc đi bảo trì một cái cây đàn đã qua sử dụng như vậy. Và nhiều khi Thiện chia sẻ mọi người, nhiều khi gửi về hoặc là mọi người chở về nhà kiểm tra ở shop thì nó ok. Nhưng mà chở về nhà nó lại bị lỏng phím, hay là nó tiếng nó không kêu, hay nó lỗi lặt vặt, chúng ta di chuyển quá nhiều. Bởi vậy đó cũng là một lý do mà một cây đàn mà khi mà nhạc công đi show quá nhiều á, thường thì nó gọi nói vui nó sẽ nát hơn cái cây đàn mà ở nhà tập. Kiếm cái đàn ở nhà tập là rất là khó. Là chúng ta phải hỏi là đàn đã đi show chưa, hay là đàn của học sinh ở nhà tập. Đàn đi show thường thường là rất là xấu. Nói chung là xấu thì nói xấu, mà đẹp thì nói đẹp. Chúng ta thích thì chúng ta mua thôi. 770 đi show giá rẻ tầm 13-14 triệu vẫn có. 770 đẹp đàn tập có thể là lên 16-17 triệu vẫn có. Đó, giá nó trên là tùy vào độ đẹp của đàn và độ zin của đàn. Rồi cuối cùng là vấn đề quan trọng nhất sau khi chúng ta tham khảo một cái đàn, đó là sự uy tín và chế độ bảo hành. Uy tín thì mọi người thấy shop nhà cụ Thiệt Gan ở đây rồi, và Thiện cũng có làm YouTube, Facebook rất là nhiều, và Thiện ở đây có gì là đều hỗ trợ hết. Làm gì làm, cái uy tín là quan trọng nhất. Khi mọi người gọi điện Thiện cũng được thì liên hệ hai số điện thoại ha, 097-367-5251 hoặc để lại lời nhắn 093-6050-321 thì chắc chắn bên Thiện sẽ gọi lại mọi người và hỗ trợ mọi người trong thời gian sớm nhất. Chế độ bảo hành này nhiều khi nó xảy ra lỗi lặt vặt thì bên Thiện luôn luôn tiêu chí khách hàng là trên hết. Có vấn đề gì sẽ hỗ trợ mọi người. Còn nếu hết thời gian bảo hành thì sẽ hỗ trợ sửa chữa về giá, thay linh kiện về giá là đều ưu đãi tốt hết. Cố gắng tốt cho mọi người hết. Còn đương nhiên là đàn xài lâu thì phải đi sửa mọi người ơi. Cuối cùng là cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nha. Mọi người thấy thích thì có thể liên hệ qua cho nhà cụ Thiệt Gan số điện thoại 097-367-5251 thì có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà và có chương trình hỗ trợ trả góp. Và ngoài ra thì bên Thiện cũng có chuyên cung cấp dòng đàn Yamaha mới SD100, SD900, SD600 và những dòng đàn Custom hay là những dòng đàn Yamaha cho người mới tập đầy đủ luôn nha mọi người. Từ 2 triệu cho tới 30-40 triệu thì đều cung cấp.
cấp hết. Chúc mọi người sức khỏe và xin chào mọi người nha.